chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Lucy. Hôm nay thì nhà sành Lucy tiếp tục giới thiệu đến quý chị các sản phẩm quần short hàng mới về, đồng giá là 150k trên một sản phẩm bất kỳ. Và khi mua từ hai sản phẩm trở lên, quý chị chúng ta sẽ được free ship trên toàn quốc. Và quý chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Lucy tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Lucy là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên mà nhà sản xuất xin giới thiệu đến quý chị, đây là một thiết kế quần short. Em này sẽ có cho mình là cái tông màu nâu rêu, lại gần một chút để cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn cái tông màu cũng như là cận chất của sản phẩm. Em này sẽ có mã là B111, chiều dài là 52, bụng là 84, đùi là 31 và cái sản phẩm của mình sẽ có size 32. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành đầu tiên. Một em quần rất là cơ bản basic để quý chị chúng ta lựa chọn mình sử dụng trong mùa hè năm nay. Các bác có thể là mặc ở nhà, mặc hàng ngày này, quý chị còn có thể lựa em này chúng ta mặc đi chơi cũng rất là ok luôn, vì là cái thiết kế của mình nó cũng rất là nhã nhặn lịch sự. Mã của sản phẩm sẽ là B111. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này thì cũng có cho mình là cái tông, những cái tông màu rất là trung tính thôi. Em này sẽ là một sản phẩm với tông màu ghi, mã sản phẩm là B112, chiều dài là 49, bụng là 64 đến 80, đùi sẽ là 32. Và với sản phẩm này các bác mặc quần size từ 23 đến 30 là các bác có thể bon chen lựa chọn cái sản phẩm này. Cái phần cạp chun sẽ là cạp co giãn này, cạp chun co giãn rất là tốt, có thêm một cái dây đai như này để các bác điều chỉnh cái phần cạp sao cho nó thật là vừa vặn với cái số đo vào bụng của mình. Đây cũng là một cái thiết kế rất là cơ bản basic cho quý anh chị chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày, chất liệu vải kaki mềm. Em này thì sẽ là hàng không co giãn, quý anh chị chúng ta mặc lên đúng form chuẩn form của sản phẩm, đầy đủ túi chéo để cho quý anh chị chúng ta sử dụng luôn. Và mã của em này sẽ là mã B112, độ mới còn rất là cao nên là các bác chúng ta nhanh tay chúng ta lựa chọn. Và tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm dành cho bác nào yêu thích những cái tông sáng màu, quý chị có thể sử dụng một cái thiết kế quần với tông màu kem. Đây là sản phẩm đến từ thương hiệu S&M, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Mã của mình sẽ là B113, chiều dài là 52, bụng là 82, đùi là 30. Và em này sẽ dành cho bác nào thường mặc quần size 31 thì quý chị có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Thiết kế form dáng khá là rộng rãi thoải mái, để quý chị chúng ta mặc lên rất là dễ chịu. Chất liệu của mình cũng là cái chất liệu vải kaki mềm này, em này mặc lên cực kỳ thoải mái cho quý chị luôn. Và cũng đầy đủ quả túi chéo ở đằng trước này, túi cực kỳ rộng rãi, đằng sau cũng có túi cho các bác chúng ta đựng ví, tiền, điện thoại khi mà đi ra ngoài. Mã của sản phẩm sẽ là B113, một thiết kế chính hãng của nhà S&M. Rồi chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Bác nào mà yêu thích cái họa tiết giảm di thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Tông màu của mình sẽ là cái tông màu nâu, mã của sản phẩm sẽ là B114 và thông số của sản phẩm như sau: chiều dài là 56 này, bụng sẽ là 70 đến 88, đùi sẽ là 30. Và em này các bác mặc quần size từ 26 đến 34 thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Một cái thiết kế rất là trẻ trung năng động để quý chị chúng ta sử dụng mình mặc hàng ngày trong mùa hè năm nay. Và đây sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Blue Cross. Bên trên này sẽ là một cái phần thêu tên của thương hiệu này cho quý chị chúng ta coi kỹ hơn. Cái phần cạp này nó sẽ có cho quý chị một cái dây đai của một cái khóa nhựa như này để quý chị chúng ta điều chỉnh phần cạp cho nó thật là vừa vặn với cái số đo vòng bụng của mình. Em này có một cái chiều dài rất là vừa phải để quý chị có thể sử dụng trong mùa hè năm nay. Chất liệu của mình cũng là cái chất liệu kaki mềm, mặc lên thoáng mát dễ chịu, mã B114. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con quần với tông màu kem, cũng là một trong những cái tông màu mặc lên rất là trẻ trung năng động cho quý anh chị. Mã B115, chiều dài là 56, bụng là 84 đến 96, đùi sẽ là 33. Em này có size từ 32 đến 38 là các bác có thể mặc với em này rồi. Form dáng suông này, rộng rãi thoải mái. Và cái tông màu này cũng là cái tông màu rất là dễ để quý anh chị chúng ta có thể phối đồ. Lại gần một chút cho quý anh chị coi kỹ hơn các cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm. Nhìn chung thì cũng là những cái sản phẩm rất là basic thôi, có đầy đủ túi chéo đằng trước, túi đằng sau để cho quý anh chị chúng ta sử dụng mình đựng ví, tiền, điện thoại. Phần cạp hai bên này sẽ là được đáp chu này, nên mà khi mà quý anh chị chúng ta mặc sản phẩm này sẽ rất là thoải mái, dễ chịu cho quý anh chị ở cái phần vòng bụng này. Mã B115, độ mới còn rất là cao. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất. Và chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo, một con quần với tông màu nâu cam. Cho quý chị chúng ta coi kỹ cái màu sắc của sản phẩm này. Em này sẽ là một cái sản phẩm quần cực kỳ đẹp luôn. Mã của mình là B116, chiều dài là 47, bụng là 60 đến 68 và đùi sẽ là 30. Các bác mặc quần size khoảng 24 thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Cái tông màu này mặc cực kỳ trẻ trung và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Cái phần cạp của mình nó sẽ là được bo chun lại rồi, nên là các bác yên tâm mặc lên cũng thoải mái dễ chịu. Và đằng sau
sau mình còn có một cái phần tác gia của thương hiệu này được gắn ở bên trên cả quần. Em này độ mới còn rất là cao luôn, nên là bác nào chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với hàng Sành Oxy. Em này thì sẽ là một cái thiết kế form nữ thì đúng hơn này, một cái sản phẩm với cái chất liệu kaki cực kỳ dày dặn luôn. Em này mặc cực đẹp, các bác có thể mặc hàng ngày ở nhà hoặc là mình mặc đi chơi cũng được. Mã của mình sẽ là B116 và mọi thông số thì nhà Sành Oxy sẽ ghi ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm với cái tông màu trắng kem. Bác nào mà yêu thích những cái tông sáng màu thì mình hoàn toàn có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Đây là một thiết kế quần túi hộp này. Các bác có thể thấy thì mình sẽ có hai cái phần túi hộp vuông rất là rộng rãi ở bên trên ống quần. Mã B117, chiều dài là 86, bụng là 32. Xin lỗi quý chị, chiều dài sẽ là 61 này, bụng sẽ là 86 và đùi sẽ là 32. Em này dành cho bác nào mặc quần size 33 thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Cái form của em này nó sẽ là kiểu cái form quần gố, nên là bác nào muốn mặc cái chiều dài quần nó dài một chút thì các bác có thể sử dụng cho mình cái sản phẩm này luôn. Và cái phần cạp của mình cũng là cạp chun co giãn này, và sẽ có đầy đủ cả phần cúc khóa cho quý chị để chúng ta sử dụng. Khóa của mình là khóa đồng kim loại cực kỳ chắc chắn và cái độ bền cũng rất là cao. Hai bên đầy đủ túi này, đằng sau cũng có túi để cho các bác chúng ta dùng, chúng ta đựng lý tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Em này cũng là một sản phẩm với cái chất liệu kaki mềm không có giãn, mặc lên thoải mái dễ chịu mà thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt cho quý chị. Mã của sản phẩm sẽ là B117. Rồi chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Đây sẽ là một con quần short với cái thiết kế rất là cơ bản để các bác chúng ta có thể lựa. Em này chúng ta mặc hàng ngày, em này thì thích hợp để cho quý chị chúng ta lựa mình mặc ở nhà, mặc đi ngủ hơn. Và đây sẽ là một thiết kế chính hãng của nhà Converse này, cho quý chị chúng ta coi kỹ một chút cái phần tem mác của thương hiệu. Ở bên trong này sẽ là một cái tem chính hãng của nhà Converse. Mã của sản phẩm sẽ là B118, chiều dài là 53, bụng là 70-88 và đùi sẽ là 33. Em này sẽ dành cho quý chị chúng ta mặc quần size từ 26-34 thì các bác chúng ta thoải mái lựa chọn này luôn. Một sản phẩm với cái chất liệu vải mềm mịn và rất là thoáng mát dễ chịu để quý chị chúng ta sử dụng mình mặc ở nhà, mặc hàng ngày trong thời tiết mùa hè năm nay. Cặp chun co giãn tốt và còn có thêm dây đai ở bên trong để các bác chúng ta điều chỉnh cái phần cặp này. Mã của sản phẩm là B118 này, tông màu nó sẽ là cái tông tối màu và có họa tiết kẻ caro, cho quý chị coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm. Và chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo, thì đây sẽ là một mặc quần với cái tông màu xanh này, nó sẽ là thiết kế tông màu xanh và lại gần cho quý chị chúng ta có thể coi kỹ một chút cái tông màu cũng như là cái chất liệu của sản phẩm. Mã của em này sẽ là B119, chiều dài là 54, bụng là 80, đùi sẽ là 31. Các bác thường mặc quần size 30 thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây cũng là một cái sản phẩm rất là trẻ trung năng động và cũng rất là dễ mặc dễ dùng để cho quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay, cũng với đầy đủ túi chéo đằng trước và túi vuông ở đằng sau để cho các bác chúng ta đựng đồ, đựng ví tiền điện thoại. Mã B119 này, các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của em này. Và chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Bác nào yêu thích tông màu xanh than thì chúng ta nhanh tay lựa chọn cái sản phẩm này, một cái thiết kế rất là đẹp trong buổi live ngày hôm nay, cũng với cái chất liệu kaki. Em này sẽ là một con quần kaki dày dặn và có cái độ co giãn nhẹ để các bác chúng ta mặc lên được thoải mái dễ chịu. Tem mác thì sẽ là đầy đủ ở phía bên trong này rồi. Mã của sản phẩm sẽ là B120, chiều dài là 47, bụng là 76 và đùi sẽ là 27. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta thường mặc quần size 28 thì các bác chúng ta tự tin chúng ta đặt hàng em này. Cái sản phẩm này của mình sẽ là cái sản phẩm mặc lên nó sẽ hơi ôm một chút, nên là bác nào muốn mặc gọn gàng thì chúng ta lựa chọn ngay cái sản phẩm này cho mình. Đằng sau này chúng ta cũng có một cái tem mác của thương hiệu người ta gắn ở bên trên cả quần luôn. Một thiết kế với cái độ mới cũng còn rất là cao. Mã của sản phẩm này sẽ là mã B120, tông màu xanh này mặc cực kỳ trẻ luôn và cũng rất là dễ để quý chị chúng ta phối đồ. Và chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo, một con quần với tông màu đen và nó sẽ kiểu họa tiết loang loang như này để cho quý chị chúng ta sử dụng này. Các bác có thể là coi kỹ một chút cái tông màu và các cái họa tiết của sản phẩm. Mã của em này sẽ là B121, chiều dài là 59, bụng là 90-114 và đùi sẽ là 34. Sản phẩm này sẽ dành cho bác nào mà chúng ta cao to một chút này, các bác chúng ta lựa chọn ngay cái sản phẩm này. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta mặc quần size lớn hơn size 35, các bác vẫn có thể là bon chen được luôn. Một con quần rộng rãi với thiết kế cạp chu này mặc cực kỳ thoải mái dễ chịu và có thêm dây đai ở đây để quý chị điều chỉnh phần cạp sao cho nó thật là vừa vặn với số đo vòng bụng của mình. Chất liệu vải thì mềm mịn, mặc lên thoáng mát dễ chịu và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt cho quý chị. Đây là một thiết kế chính hãng của nhà Pico. Ở bên trên phần gấu quần này chúng ta có một cái phần thêu logo và tên của thương hiệu Pico. Mã của mình sẽ là B121. Quý chị có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng của sản phẩm này. Và chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo. Em này thì sẽ có cho mình là một sản phẩm quần
chất liệu vải gió này rất là đẹp và cái thiết kế của nó cũng rất là trẻ trung năng động. Mã của mình là B112. Xin lỗi quý anh chị, mã là B122, chiều dài là 51, bụng là 62 đến 76 và đùi sẽ là 32. Em này dành cho các bác chúng ta mặc quần nhỏ hơn size 28 là các bác chúng ta vừa vặn thoải mái luôn. Tại vì là cái phần cạp của mình sẽ là cạp chun, nó co giãn rất là tốt. Bên trên toàn bộ các cái phần chữ ở đây đều là thiết kế thêu hết nên là các bác yên tâm về cái độ xịn sò của sản phẩm. Một con quần form dáng thể thao rất là trẻ trung năng động và cái độ mới thì lại còn cực kỳ cao. Đặc biệt là với những cái tông tối màu như này thì các bác yên tâm là phối đồ cực kỳ dễ dàng cho mình. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì chúng ta nhanh tay là lựa chọn chốt đơn đêm nay. Các bác có thể là sử dụng mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi, đi tập luyện thể dục thể thao rất là ok. Mã của mình sẽ là B122. Và sản phẩm tiếp theo mà sản phẩm sẽ giới thiệu đến quý chị sẽ là một con quần với tông màu kem. Mã sản phẩm là B123, chiều dài là 51, bụng là 70-74 và đùi sẽ là 31cm. Các bác mặc quần size 26-27 thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Mỗi thiết kế suông chơi đơn giản để quý chị chúng ta có thể sử dụng trong mùa hè năm nay. Các bác mặc hàng ngày ở nhà, mặc đi chơi cũng đều rất là ok. Chất liệu vải của mình sẽ là vải kaki mềm, mặc lên thoáng mát dễ chịu và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Em này cũng đầy đủ túi chéo đằng trước và túi đằng sau để cho quý chị chúng ta sử dụng. Nhìn chung cũng là một cái trong những cái sản phẩm cơ bản để quý chị chúng ta lựa chọn. Và đây là một sản phẩm chính hãng của nhà GAP, một thương hiệu của Mỹ này. Các bác có thể thấy ở đằng sau này chúng ta có một cái phần tem mác của thương hiệu, mã B123, một con quần với tông màu kem. Và chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo. Em này thì sẽ là một sản phẩm với cái tông màu rêu này, một thiết kế quần tông màu xanh rêu. Mã sẽ là B124, chiều dài là 50, bụng là 86 và đùi sẽ là 38. Em này dành cho các bác chúng ta mặc quần size 33 thì các bác có thể lựa chọn ngay cho mình cái sản phẩm này. Thiết kế form dáng suông ống rộng rãi thoải mái để cho quý chị chúng ta sử dụng. Chất liệu vải kaki mềm, nó vừa lên form dáng chuẩn chỉnh mà mặc lên lại thoải mái dễ chịu cho quý chị. Đây cũng là một cái thiết kế suông trơn đơn giản thôi. Bác nào mà yêu thích cái tông màu xanh rêu, em này sẽ là cái tông màu xanh nhạt thôi nên là các bác yên tâm sử dụng em này. Phối đồ cực kỳ dễ cho mình luôn. Mã sẽ là B124. Các bác mặc quần size 33 thì chúng ta nhanh tay chúng ta chốt đơn cái sản phẩm này. Chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo. Em này sẽ có cho mình là một cái tông màu nâu bò, đó lại gần cho quý chị coi kỹ một chút cái tông màu của sản phẩm. Mã của em này sẽ là B125, chiều dài là 48, bụng là 80 và đùi sẽ là 32. Dành cho các bác nào chúng ta mặc quần khoảng size 30 thì quý chị có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây cũng là một cái thiết kế vô cùng là basic cơ bản để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Cũng như các sản phẩm khác thì mình cũng có cách thiết kế túi chéo đằng trước, túi vuông đằng sau để cho các bác chúng ta thuận tiện trong cái việc là mang theo ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Cái phần khóa của mình cũng là thiết kế khóa đồng kim loại, rất là chắc chắn xịn sò, chất liệu kaki mềm và em này sẽ là hàng không có giãn. Các bác mặc lên chuẩn chỉnh form dáng cho mình, mã B125. Và chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Em này sẽ là một sản phẩm quần vải với tông màu cam. Bác nào muốn mặc cái chiều dài nó dài hơn một tí thì các bác có thể sử dụng cho mình cái sản phẩm này. Chất liệu vải cực kỳ mềm mịn luôn. Và với cái chất liệu này các bác yên tâm là thấm hút mồ hôi rất là tốt. Và sử dụng mặc trong mùa hè thì cực kỳ mát cho mình. Mã B126, chiều dài sẽ là 62, bụng là 74-92 và đùi sẽ là 31. Các bác mặc quần size từ 28-36 thì chúng ta tự tin chúng ta đặt hàng em này. Cặp chun co giãn này và có đầy đủ cúc khóa để cho quý chị chúng ta sử dụng. Bên trong này sẽ là có một cái dây đai để cho quý chị chúng ta điều chỉnh cái phần cạp này sao cho nó thật là vừa vặn. Toàn bộ tem mác đầy đủ chính hãng ở bên trong. Đây là một thiết kế của nhà Long Big Style này. Bên trên này, bên trong này sẽ là tem mác này. Và mã của em này sẽ là mã B126. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất. Một con quần thích hợp để cho quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày, mặc đi ngủ ở trong cái thời tiết mùa hè năm nay. Rồi chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một sản phẩm quần kaki tông màu trắng kem. Mã của mình sẽ là B127, chiều dài là 43, bụng là 70 và đùi sẽ là 31cm. Một sản phẩm quần cho quý chị chúng ta thường mặc quần khoảng size 25 thì quý chị có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Một thiết kế quần cũng rất là nhã nhặn lịch sự để các bạn chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Em này cũng rất là cơ bản basic thôi, không có quá nhiều các cái chi tiết ở bên trên sản phẩm. Và em này thì cũng đầy đủ túi này, túi trước túi sau đầy đủ cho mình để chúng ta sử dụng. Chất liệu vải kaki mềm rất là dày dặn và lên form dáng cực kỳ chuẩn chỉnh cho quý chị luôn. Mã của mình sẽ là mã B127. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần với tông màu trắng này. Em này sẽ là cái thiết kế cái form kiểu quần gố, cái chiều dài nó sẽ rất là vừa phải để cho quý chị chúng ta sử dụng. Không những mình mặc hàng ngày, mình có thể mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi cũng được luôn. Mã sẽ là B128, chiều dài sẽ là
62, bụng là 96 đến 100, đùi là 35 và ống sẽ là 27 cm. Các bạn mặc quần size từ 37 đến 39 mình có thể lựa chọn cái sản phẩm này. Mỗi thiết kế quần kaki túi hộp này, mình có hai cái phần túi vuông ở hai bên ống quần rất là xịn sò. Form dáng của em này nó sẽ là form dáng vuông và cái sản phẩm của mình cũng rất là trẻ trung năng động để mình chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Túi trước túi sau đầy đủ. Và mã của sản phẩm này sẽ là mã B128. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất gì. Và chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Đây sẽ là một sản phẩm quần với tông màu vi này. Đây cũng là cái tông màu được mình chị chúng ta sử dụng rất là nhiều. Mã sẽ là B129, chiều dài là 51, bụng là 78, đùi là 30 và ống là 22 cm. Size của sản phẩm này sẽ là size 29. Mỗi con quần thiết kế suông trơn đơn giản. Chất liệu vải của mình sẽ là vải kaki mềm, cực kỳ mềm mịn và thoáng mát, thấm hút mồ hôi rất là tốt để các bác chúng ta lựa chọn mình sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã của sản phẩm là B129. Quý chị chúng ta yêu thích cũng như là vừa vặn với sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn ngay với nhà sản xuất. Chúng ta cùng đến với một thiết kế tiếp theo, một em quần ngố này. Con quần này rất là đẹp luôn. Bác nào yêu thích cái phong cách trẻ trung năng động thì mình không thể nào mà mình bỏ qua được cái sản phẩm này rồi. Một thiết kế quần túi hộp với hai phần túi rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp ở hai bên ống quần. Đây là một thiết kế chính hãng của nhà First Down. Ở bên trên này sẽ là một cái phần tem mác của thương hiệu. Mã sản phẩm là B130, chiều dài sẽ là 75, bụng là 70 đến 94, đùi sẽ là 31 và ống là 24 cm. Còn sản phẩm của mình sẽ là cái tông màu kaki, một cái tông màu rất là đẹp và cũng rất là trẻ trung năng động để cho quý chị chúng ta có thể sử dụng và rất là dễ để phối đồ luôn, nên là các bác chúng ta cũng yên tâm. Cặp chun co giãn tốt này, bên trong sẽ có dây đai để cho quý chị chúng ta điều chỉnh cái phần cảm này sao cho nó thật là vừa vặn với cái số đo vòng bụng. Hai bên có túi chéo rộng rãi, mặt đằng sau cũng có túi để cho quý chị chúng ta sử dụng luôn. Mã là B130. Các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ cái form dáng và các cái thiết kế chi tiết của sản phẩm này. Em này sẽ là một cái sản phẩm rất là đẹp trong buổi live ngày hôm nay, nên là hy vọng quý chị nào mà chúng ta yêu thích sản phẩm này cũng như là mình vừa bạn vừa cái sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất gì. Chúng ta sẽ đến với một sản phẩm tiếp theo, một em quần với tông màu vi sáng này. Em này có mã là B131, chiều dài sẽ là 44, bụng là 75, đùi sẽ là 29. Bác nào mặc quần size 28 thì mình có thể lựa ngay cái sản phẩm này. Một thiết kế suông trơn đơn giản để các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay, cũng với đầy đủ túi trước túi sau. Những cái thiết kế rất là cơ bản thôi và chất liệu của mình cũng là chất liệu vải kaki mềm. Em này sẽ là không có giãn nên là các bác mặc lên đúng chuẩn chỉnh phong dáng cho mình luôn. Mã B131 này. Và chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Đây là một con quần với tông màu nâu bò với mã của sản phẩm sẽ là B132, chiều dài sẽ là 73, bụng là 84 và đùi sẽ là 30. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta thường mặc quần size 32 thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Bên trên này sẽ là tem mác của thương hiệu này. Đây cũng là một con quần kaki, rất là đẹp. Cái thiết kế của mình nó sẽ là thiết kế gập gấu này. Cái gấu này quý chị chúng ta có thể là buông xuống cũng được luôn. Nếu như mà quý chị chúng ta mặc kiểu gập gấu như này trông nó sẽ rất là trẻ trung. Còn nếu như mà các bác chúng ta muốn mặc dài hơn một chút, các bác hoàn toàn có thể là tháo cái phần gấu này xuống được cho mình. Nếu như mà mình bỏ gấu xuống thì cái ống của mình nó sẽ dài khoảng là 73 cm, còn khi mà gập gấu lên như này thì chiều dài gấu sẽ là chiều dài của quần sẽ là 58 cm. Đây quý chị có thể là coi ra xa một chút để các bác có quan sát hết được cái form dáng của sản phẩm. Với cái tông màu này các bác yên tâm mặc lên trẻ trung năng động và mã sẽ là mã B132 này. Chúng ta sẽ đến với một thiết kế tiếp theo. Em này sẽ có cho mình là cái tông màu nâu. Mã của sản phẩm sẽ là B133, chiều dài là 48, bụng sẽ là 88 và đùi là 33. Em này sẽ dành cho bác nào thường mặc quần size 34 thì quý chị có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Cũng là một con quần short chất liệu kaki mềm, lên phong dáng chuẩn chỉnh và mình mặc lên cũng rất là trẻ trung năng động. Với tông màu nâu này các bạn yên tâm phối đồ rất là dễ. Lên phong dáng cũng rất là lịch sự nhã nhặn cho mình. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất xin. Mã B133. Và chúng ta cùng đến với một sản phẩm tiếp theo. Em này cũng là một thiết kế với tông màu nâu luôn. Tuy nhiên cái tông màu này sẽ nhạt hơn một chút. Mã B134, chiều dài là 54, bụng là 81 và đùi sẽ là 27 cm. Các bác mặc quần size 31 thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Cũng là những cái thiết kế rất là cơ bản basic để quý chị chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Em này cũng thiết kế đầy đủ túi trước túi sau để cho quý chị chúng ta sử dụng. Chất liệu vải kaki mềm, form dáng của em này nó sẽ là hơi ô một chút nên là bác nào muốn mặc gọn gàng thì chúng ta lựa chọn cái sản phẩm này, mã B134. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ
có cho mình là cái tông màu kem này, mã của sản phẩm là B135, chiều dài là 52, bụng là 94-98 và đùi sẽ là 35cm. Các bác mặc quần size 38-39 thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Form dáng suông, ống rộng, dãi thoải mái, em này mặc trong mùa hè cũng rất là tuyệt vời luôn. Một con quần nhã nhặn lịch sự với chất liệu vải kaki dày dặn và em này sẽ là không có giãn nên là nó sẽ lên cái form dáng chuẩn chỉnh cho quý chị. Mã của sản phẩm sẽ là B135. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với Nhan Sai Doji. Đây sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng ta theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhan Sai Doji xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên ủng hộ Nhan Sai Doji bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi Nhan Sai Doji ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.